chào mọi người, mình là Trần Thanh Lâm, mình là sinh viên khóa 26 ngành nông nghiệp công nghệ cao của trường Đại học Văn Lang. Hôm nay mình sẽ phỏng vấn một số người thân để biết được những người thân có hiểu gì về ngành của mình hay không. Anh có biết là em đang học ngành gì không? Anh biết chứ, em học ngành nông nghiệp công nghệ cao của Đại học Văn Lang. Thế học ngành đấy thì sau này sẽ làm gì không? Sau này thì em sẽ ra là làm kỹ sư tư vấn cho các cơ sở nông nghiệp công nghệ cao như là nhà kính này, trồng rau thủy canh này và nhiều mảng khác nữa. Thế tại sao hồi trước anh lại đồng ý cho em học ở trường Đại học Văn Lang? Vì anh thấy thì là trường Đại học Văn Lang là có đội ngũ giảng viên là ưu tú này, cơ sở vật chất tốt này, và ngoài ra là cái chương trình đào tạo của cái trường sau này thì sẽ liên kết với các cơ sở của nước ngoài. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Quách Văn Xanh, hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang. Ngành mình đang theo học là nông nghiệp công nghệ cao. Đây là một ngành khá là mới. Việt Nam có nền kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá là cao. Chính vì thế nông nghiệp công nghệ cao sẽ là một ngành khá là quan trọng và rất là cần thiết cho Việt Nam sau này. Mình nghĩ là ngành nông nghiệp công nghệ cao là những ứng dụng trong công nghệ, là những cách mới để áp dụng vào trong trồng trọt cũng như là chăn nuôi. Sau khi ra trường, mình có thể theo làm ở những khu nông nghiệp công nghệ cao, những mảng xanh trong khách sạn, nhà hàng, cũng như là mình có thể làm về trang trại cho chính bản thân mình, hoặc là mình có thể lên Đà Lạt hoặc miền Tây để trồng trọt và chăn nuôi. Ngành nông nghiệp công nghệ cao thì mình nghĩ sẽ học được về vi sinh, những cấu tạo đặc tính của vi trùng, virus, vi khuẩn, những cấu tạo về đất đai và những cách trồng trọt, chăn nuôi mới, từ đó áp dụng cho nông nghiệp và làm cho nông nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa. Theo mình nghĩ thì học nông nghiệp công nghệ cao là sẽ được học về đặc tính của các con vật, các loài cây, học về đất, về nước, học về khí hậu, học về các loài vi sinh vật và còn học về các điều hành, các loại máy móc trong nông nghiệp. Mình nghĩ sau khi ra trường thì mọi người sẽ làm việc trong các nông trại, nông trường, hoặc là điều hành nhà kính. Cũng có thể là mọi người sẽ nghiên cứu tạo ra các loại giống mới. Nông nghiệp công nghệ cao đây mình nghĩ là nông nghiệp được ứng dụng và kết hợp với công nghệ mới làm cho nền nông nghiệp ngày càng phát triển hơn. Chào tất cả mọi người, mình là Lưu Trúc Bình, hiện tại mình là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang và mình theo học là ngành nông nghiệp công nghệ cao. Cho hỏi xíu là lúc mà học đại học á, mày có biết ngành của học là ngành gì không? Biết hả? Dạ, ngành gì mày nói con nghe rồi. Nhà mình học là ngành nông nghiệp công nghệ cao nha các bạn. Bây giờ mày cứ chăm lo nên như sao? Làm gì? Mà mày biết học ra nữa ngành gì không? Vậy thôi bây giờ hỏi rõ hơn đi. Mà mẹ nói con học chăn nuôi nữa, không biết con học cái gì ra thì nói đi. Học chăn nuôi thì đương nhiên nè. Bây giờ mình nuôi heo theo kiểu truyền thống nè. Cái hiện đại của mình là chỉ có được cái chuồng ép, mấy cái máy ăn thông minh thôi. Thì chừng nữa mình sẽ làm ra một cái hệ thống như cái dây chuyền ở trong đây, qua từng khu hết. Như ví dụ nè, bây giờ là mình đang bắt đầu chia khu từ đây. Cái khu này là khu heo nái, chuẩn bị khi mà gieo giống. Ở bên đây là khu này là khu heo nái chuẩn bị đẻ. Và ở bên đây á, thì nữa sẽ làm để thành cái khu heo thịt hết. Đó, là ý như vậy. Về chuyện nữa là cô áp dụng cái dây chuyền nữa. Sau đó mình cho học em như này. Rồi mẹ có biết ông đang học ngành gì không mẹ? Nông nghiệp công nghệ cao. Nông nghiệp công nghệ cao, sao hôm nay biết ghê trời. Rồi vậy trong cái ngành của con học á, thì mẹ có biết là con học cái gì trong đó không ta? Học về đất, học về thuộc bao vệ thực vật, học về phân. Là nói chung là bên mảng nông nghiệp thì có cái gì mình cũng bên mảng nông nghiệp thì có gì mình học cái đó. Đúng ra về nhà biết làm chuyện nhà. Vậy chứ công chuyện nhà mà mẹ con muốn về làm nhất là gì? Con muốn làm gì con thích làm gì thì con làm. rồi vậy á, vì sao hồi đó mẹ cho con học ở Văn Lang vậy ta? Tại vì trường đó ở nơi đông người, nếu có học tối thì đi về nó cũng đỡ vắng vẻ. Con hỏi thêm câu cuối nha, vì chuyện nữa mẹ biết á,
cái ngành của con á, học ra ngoài làm những công việc nhà như của mình thì còn làm gì khác nữa không? Ví dụ đi làm cho người ta đi. Thì con làm theo cái ngành học của con. Ê, cho hỏi xíu ơi. Hỏi gì? Rồi, mày biết thế nào nông nghiệp không? Nông nghiệp kiểu là chăn nuôi, trồng trọt, làm ruộng các thứ. Rồi, chăn nuôi, trồng trọt, làm ruộng gì rồi biết người ta làm gì trong trọng không? Ví dụ chăn nuôi nè. Nuôi thì chăm sóc rồi cho ăn rồi vệ sinh rất nhiều. Rồi trồng trọt với làm ruộng thì sao? Người ta làm gì trong? Chăm sóc rồi giặt thôi. À, rồi. Chính là vậy là đa số người ta đều làm thủ công hết trơn đúng không? Làm tay chân đúng không? Vậy là mày nghe, mày có người có biết như thế nào gọi là nông nghiệp công nghệ cao chưa? Rồi. Theo mày nghĩ thôi, xuất phát từ phía mày thôi, nông nghiệp công nghệ cao là như thế nào? Cho tao nghĩ nha. Là kiểu áp dụng máy móc hiện đại vô trong cái công việc mình đang làm cho nó dễ dàng hơn. Ừ. Tiện lợi hơn. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Anh Nam ơi, anh cho em hỏi là anh có biết gì về nông nghiệp không anh Nam? Biết. Anh biết nông nghiệp đúng không? Đúng vậy rồi. Trong nông nghiệp là gồm những ngành nào, anh là gồm những làm những công việc gì anh biết không? Nè, trồng cây nè, nuôi cá nè, nuôi gia súc nè. Ừ. Rồi rồi. Công việc về cây chứ này. Rồi, vậy trong cái công việc đó thì anh biết người ta sẽ làm những công đoạn nào? Ví dụ như trồng cây anh làm gì, nuôi cá thì anh làm gì? Trồng cây thì bắt đầu mình giai đoạn đầu tiên là cắt ghép ra cây xong rồi đầu ươm xuống đất. Bắt đầu trong quá trình nuôi trồng cây bắt đầu bóp ươm. Rồi xong thì chăm sóc cây đến lúc thu hoạch. Dạ, cái đó là chỉ làm theo thủ công thôi đúng không? Đúng rồi. Thủ công. Rồi vậy thì anh có biết gì gọi là về nông nghiệp công nghệ cao không? Cái đó thì nó có nhiều cái mà tạm thời biết được một chút thôi, tức là dùng máy bay để bón phân chẳng hạn, hoặc là dùng một số cái công nghệ xử lý cây nhanh hơn. Nhiều nó không biết. Rồi vậy thôi, em cảm ơn nha.